Là thầy ơi, cái bài này con có nghe thầy giảng trên mạng rồi. Không phải. Mình nghe pháp á, là một cái hạnh lành. Cứ nghe được càng nhiều thì phước càng nhiều. Đó, hạnh lành là gì? Giống như bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, thính pháp. Thính pháp là nghe pháp. Rồi thiết pháp, rồi hồi hướng, rồi tùy hỷ, rồi cải tạo tri kiến, cải thiện tri kiến. Như vậy thì nghe pháp là một cái hạnh lành, là một việc làm có phước báo, là có công đức. Thế mà ai nghe càng nhiều cũng như tạo phước càng nhiều vậy đó. Nếu như hôm qua mình đã bố thí rồi, hôm nay nếu có dịp mình bố thí nữa. Hôm qua mình tụng kinh rồi, hôm nay mình tụng kinh nữa. Thấy không nè? Đức Phật ngày dạy rằng là chúng ta nên tích cực làm việc thiện để chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp thì dễ ưa thích làm việc ác. Nếu như bây giờ mà quý vị không ngồi nghe pháp để chúng ta làm việc thiện á, để tạo công đức á, thì chắc chắn chúng ta ngồi chúng ta nói dông, chúng ta suy nghĩ chuyện này chuyện nọ. Quý vị có nghe người ta nói câu là nhàn cư di bất thiện chưa? Một ngày mà không tưởng việc lành á, tức thì dạng ác phát sanh dập dồn. Trong mọi sự chất chứa đều đưa đến khổ đau. Chỉ có chất chứa thiện pháp á, mới đưa đến an lạc. Nếu người làm việc thiện nên tích cực làm thêm, hãy ước muốn điều thiện vì tích thiện được an lạc. Đó, mình tích trữ tiền bạc mà tưởng nó an lạc nha, không có an lạc đâu, khổ đau. Mình tích trữ của cải vàng bạc châu báu, mình tưởng đâu an lạc nhưng mà nó khổ đau đó. Biết sao không? Biết sao khổ không? Lỡ ông trộm lấy khổ, lỡ bị người ta móc túi khổ. Nhà cửa tiền của tài sản vật chất mọi thứ mình chất chứa, nghe cho kỹ nghe, mình tưởng nó hạnh phúc nhưng mà nó lại khổ, khổ đau. Chỉ có chất chứa thiện, thiện pháp, hiểu không, là đưa đến an lạc. Quý vị có nghe trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là nay vui đời sao vui không? Làm thiện hai đời vui, vui thấy mình được làm thiện, sanh quả thiện vui, vui hơn. Bây giờ an lạc sao vui? Làm lành hai kiếp, sống đời lạc an. Nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui gì được thiên đàng tái sinh. Như vậy thì cái người nghe pháp được lớp thứ hai là thấm nhuần các pháp đã từng nghe. Thứ ba là gì? Thứ ba là khi nghe pháp tâm được an vui. Đó, xin hỏi quý vị một lần nữa là bây giờ quý vị đang nghe pháp mà tâm của quý vị có an vui không? Đó, an vui ha. Nãy giờ có vui được miếng nào chưa? Chưa hả? Chưa thì làm cho vui. Mà chúng tôi thấy hình như quý vị thích nghe nhạc, hình như nó vui hơn nghe pháp. Phải không nè? Nếu mà quý vị muốn nghe nhạc mà vui nghe pháp thì tôi hát bài nữa cho nó vui. Thôi để dành chút xíu nữa, gần hết rồi mới hát à, chứ hát hoài á, không nói pháp mất công á, cô Diệu Phước nó thỉnh sư đưa lên đây thuyết pháp mà sư không thuyết pháp, mà sư cứ hát hoài. Nghe pháp tiếp đi. Khi nghe pháp tâm được an vui. Lễ thứ tư là đoạn trừ được nghi hoặc. Nhờ nghe pháp mà mình bớt hoài nghi đi, mình hiểu biết thêm, mình không có hoài nghi. Và điều quan trọng là cái người nghe pháp khi thân hoại mệnh chung thì dễ sanh về cõi vui, cõi lạc. Cho nên hôm nay chúng tôi chọn cái đề tài là lòng từ bi. À, bài này quý vị thấy nó vậy đó, nó đơn giản nhưng mà để mà tu cái pháp này nó khó lắm. Bây giờ theo quý vị thế nào là từ bi? Từ bi là gì? Ai trả lời đúng?
Mời anh Phật tử ở ngoài cổng giơ tay liền vậy đó, đứng ngoài chót mà giơ tay liền á. Nào trả lời sư nghe coi. Cảm ơn cảm ơn Phật tử ngồi ở chót mà giỏi vậy đó. Mấy người ngồi trên đầu không ai dám giơ tay rồi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Theo quý vị câu trả lời là chính xác chưa? Chính xác, cho tràng vỗ tay. Định nghĩa là chính xác, nhưng mà mình có sống đúng với cái định nghĩa này chưa? Đó, mình có ban vui không hay là mình ban khổ? Mình ban cái niềm vui đến cho người khác gọi là từ, phải không? Mình giúp cho người khác thoát khổ gọi là bi, đúng không? Mà bây giờ mình xét lại coi từ xưa giờ mình ban cho ta cái gì? Niềm vui hay là đau khổ? Nụ cười hay là nước mắt? Hai thứ luôn. Như vậy thì mình chưa có từ bi, phải không nè? Nếu mà theo như cái anh Phật tử phía trước của tôi nói là chính xác là hai thứ luôn. Mình không có ban cho người ta vui mà mình cũng không cứu người ta bớt khổ vậy. Mà mình lại ngược lại là ban cho người ta nước mắt, khổ đau mà không có giúp cho người ta vơi đi chút nào đau khổ hết. Như vậy thì sống nó trật với cái lời Phật, Phật dạy. Bây giờ phải sửa nghe, hôm nay mình nghe pháp để mình sửa. Tức là mình phải ban vui, mà muốn ban vui thì mình phải có niềm vui mới ban. Đó, nghe cho kỹ cái chỗ này nghe. Cái chỗ này nó quan trọng, chúng ta lầm ở chỗ này. Thường là quý vị có đồng ý với sư rằng là mình có cái gì mình cho người ta cái đó. Khi mình cho người ta thì mình cho những gì mình có chứ, đúng không? Ví dụ như mình có đau khổ thì mình cho người ta cái gì? Đau khổ, phải không nè? Khi nào mình có niềm vui thì mình mới cho người ta niềm vui, phải không nè? Như hôm nay sư quan hỷ thì sư mới cho quý vị quan hỷ. Còn nếu như sư không quan hỷ, cái mặt sư quộn quộn vậy thì cho quý vị cái gì? Đó, cho quý vị cái sự khó chịu, sân hận, bực bội, phiền não. Đồng ý với cái triết lý là mình có cái gì thì mình cho người ta cái đó, phải không nè? Bây giờ xét lại coi trong lòng mình có cái gì, niềm vui hay là đau khổ? Hả? Niềm vui đó. Như vậy thì mình phải tạo niềm vui cho mình trước, hiểu chưa? Tức là mình phải tạo cái mình có. Giống như bây giờ quý vị có gạo thì quý vị giúp đỡ gạo, quý vị có tiền thì quý vị giúp tiền, quý vị có mắm có muối thì quý vị cho người ta mắm muối, ví dụ như vậy. Nhớ cái giận cái này nghe. Mà mình cứ lầm tưởng không là mình đầy dẫy phiền não trong lòng, sân si bực bội tùm lum mít, buồn phiền đủ thứ đó. Mà mình đi cho người ta thì mình cho cái gì vậy? Cho cái nỗi khổ hay là cho niềm vui? Nỗi khổ. Không tin chúng tôi tối nay về để ý đi, khi điện thoại reo bật lên alo, bên kia vui hay khổ là biết liền. Thì bên kia có cái gì cho mình cái đó, mình nhận mà, thấy không? Cho nên là dứt khoát là mình phải tạo ra cho mình niềm vui. Bây giờ sư xin định nghĩa lại. Định nghĩa vừa rồi là cũng đã quá chính xác, nhưng mà có một định nghĩa mới. Từ là tâm chẳng sân si, bi là thương hết không bì một ai. Hai cái này thấy mình trong quốc hết rồi. Lúc nào mình cũng sân si hết. Đối với vị sân si là sao? Sân giận, si là si mê. Nhưng mà còn cái nghĩa sâu xa hơn cái chữ sân nữa là gì? Là cái bất tội nguyện trong lòng. Thí dụ mình khởi lên cái tâm gọi là bất tội nguyện, tức là mình không vừa ý, mình không vừa ý với những cái gì đến với mình, thì như vậy gọi là mình đang sân. Sân, mà trong sân có si, vì ngu mới sân. Quý vị nhớ nghe, trong tham có si, trong sân cũng có si. Nếu học A Tỳ Đàm đi thì cái si nó đi, nó là cái si biến hành, nó có mặt trong tất cả các cái tâm.
Vì mình si, mình ngu cho nên mình mới thành. Vì mình si, mình ngu cho nên mình mới sần. Mà ông bà mình xưa nói câu rất hay là gì? Giận quá mất khôn đó. Là mất đi cái khôn là si rồi, là ngu rồi mới sân. Thấy không nè? À, cho nên bất tội nguyện cái tâm mình mà không bằng lòng, không vừa ý với bất cứ điều gì thì cái đó là gọi là sân. Cái sân đó là sân vi tế đó. Ví dụ nghe, mình nhìn cái cảnh này mình chán, mình quay qua cảnh khác, mình đi tìm cái cảnh vui hơn, nhìn là sân. Mình nghe mà mình thấy không thích nghe cái điều này, mình đi tìm cái điều gì nghe mình thích là sân. Mình ngồi mà đau chân quá, mình đổi quan nghi cũng là sân, sân tế đó. Còn cái chuyện mà phùng mang trợn má, chửi mắng người này, múa tay quơ chân la ó la hét ông sùm là cái đó là sân thô rồi. Cái đó là gọi là sân gì quý vị biết không? Sân ác. Sân mà phun độc ra đó, lời nói độc ác á, sân mà nói những cái lời ác ngữ á, người ta nghe đó người ta đau khổ á, cái đó là sân ác rồi. Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói, ghê không? Lời nói không là khói, sao mắt thấy cay cay, tao nói ra tao khóc luôn, ghê quá. Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi, nói xong đường ai nấy đi, âm đi đường anh tôi đi đường tôi, nói xong là đường ai đi. Sao ta không ngồi lại nói với nhau nhẹ nhàng đó. Cái lòng từ bi là vậy đó. Tức là hay gì mình nói xong cắt lòng người ta, mình nói xong người ta phải khóc, phải khổ, mình nói xong rồi chấm dứt đường ấy đi. Mà có nhiều người ngu mà biết mình ngu là sao biết không? Cái tánh tôi thẳng lắm, tôi giận là tôi nói liền, tôi chửi liền, tôi chửi rồi thôi. Ủa chửi người ta rồi làm gì nữa người ta nè? Tôi đánh người ta nữa làm sao mà thôi. Anh chửi người ta là anh đã sân rồi. Khi nào anh không chửi luôn thì mới hay chứ, tự nhiên vỗ ngực xưng tên. Tánh tôi vậy á, chịu thôi à, tôi thẳng lắm. Đụng tôi là tôi quất liền, à, chết cha. Đụng tôi là tôi chửi liền, đụng tôi là tôi làm liền. Tôi làm rồi thôi, chứ tôi có gì hết. Đó. Làm gì nữa? Chửi người ta nãy giờ tan xác rồi. Cho nên tối ngày mình cứ sân si không? Như vậy thì mình sân si thì thường là mình cho người ta cái gì? Sân si. Đó. Quý vị biết không, các ngài ngày xưa, các ngài tu tâm từ á, mát mẻ lắm, ai lại gần á thấy mát liền. Mình gần mấy cái người mà họ giàu cái lòng từ bi á, mát lắm. Lại gần sao mà thấy nó mát mẻ, nó an lạc lắm. Còn mình lại gần quạt thì ba cái quạt mà còn nóng nữa, đổ mồ hôi là biết mình là cái từ trường, cái nhiệt điện trong người mình nó nóng. Cho nên hôm nay quý vị phải ráng cố gắng tập tu tâm từ bi. Con người sống giữa trần gian, buồn vui sướng khổ gian nan đủ điều, hỏi đời sống được bao nhiêu mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay. Thôi thì ta tự đổi thay. Đó, hôm nay chúng tôi muốn quý vị nghe, hứa với chúng tôi là tự đổi thay. Tự thay đổi chứ không ai thay đổi mình đó. Mình phải tự thay đổi. Ngày hôm qua tôi rất thông minh, tôi muốn thay đổi cả thế giới này. Nhưng hôm nay tôi đã giác ngộ, tôi có trí tuệ, tôi chỉ muốn thay đổi tôi thôi. Hiểu ý này không? Đừng mong thay đổi một người hay một vật làm cho mình khó chịu. Hãy mong thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Quý vị hiểu ý này không? Ví dụ như mình là có một chồng, một người bạn, một đứa em mà nó làm cho mình khó chịu, mình cứ tối ngày mình đi mình sửa nó không à, mình thay đổi nó không. Mà người xưa ta nói là gian sang dễ đổi, bản tánh khó dời. Nhiều khi mình đổi mình không được làm sao mình đổi người ta, tánh mình còn đổi không được thì đổi tánh ta. Mà tối ngày mình đi đổi tánh ta không,
Thôi thì bây giờ quay lại thay đổi mình. Mình thay đổi làm sao cho mình thấy dễ chịu lại. Đó là mình tu tâm từ bi, mình thấy dễ chịu. Tại vì bi là thương hết, không bì một ai. Mình lạ lắm, cái người làm cho mình vừa ý thì mình thương, mà người làm cho mình không vừa ý thì mình ghét. À đúng. Mình có cái dở là gì biết không? Mình một là thương, hai là ghét. Chứ không có cái vụ mà không thương không ghét. Mình cái vụ đó mình chưa có nữa, đừng nói mình thương nè. Gặp nhau cần phải vui tươi. Cuộc đời cần phải vui tươi. Gặp nhau nên có nụ cười trên môi. Đâu cười nghe coi. Nếu không quan hỷ thì thôi, xin đừng quan trái lưng hồi khổ đau. À hiểu không? Hay quá. Tức là cuộc đời cần phải vui tươi rồi đó. Tại vì niềm vui nó an lạc hơn là nỗi khổ, nỗi buồn. Thì gặp nhau thì sao? Nên có nụ cười trên môi. Gặp nhau làm sao mình giữ cái tâm mình nó vui vẻ mình cười. Còn chẳng nhân nếu không quan hỷ thì thôi, mình không quan hỷ người đó thì ráng là mình không thương được thì mình thôi, tôi không có ghét. Cho nên là nếu không thương thì xin đừng ghét, câu này hay. Nếu không mang đến cho người ta được nụ cười thì xin đừng mang đến cho người ta nước mắt. Hiểu ý không? Ví dụ bây giờ xưa cái bà đó chưa con thương, bà con thương không có nổi. Có tài nào con thương nổi đâu. Con sửa con cỡ nào sửa nó con cũng không có thương nổi. Nhưng mà bây giờ chúng tôi khuyên quý vị thôi, không thương ta được thôi, đừng có ghét. Ha. Con không mang đến cho ta được niềm vui thì đừng bao giờ mang đến cho người ta nổi. Nó buồn. Có nhiều người nói tại sao mình phải tu mình khổ vậy? Tại sao mình không sống tự tại giống như mấy người cái gọi là tôi sao tôi sống vậy? Tôi gặp Phật thì tôi gặp quỷ tôi phải trừ. Tánh tôi nó thẳng thắn vậy. Tại sao mình cứ khổ vậy sư? Thật sự nó không phải khổ. Tại chúng tôi có nói rồi là mình tự đổi thay, tức là mình tu cho mình. Quý vị biết mỗi lần mình giận lên á là không biết cái người kia có khổ không, chứ mà mình thấy là mình khổ lắm rồi đó. Thấy không nè? Quý vị có từng nghe câu đó là hàm quyết phúng nhân, tiên ô tự khẩu. Hiểu câu này không? Hàm quyết là ngậm máu, quyết là máu. Hàm là cái miệng nè, hàm là cái hàm. Há hàm ra cho bác sĩ khám răng á. Hàm quyết là miệng ngậm máu, phúng nhân là phúng ai? Phúng người, hay quá. Tiên ô tự khẩu. Tiên là gì? Trước. Ô là gì? Giờ. Tự khẩu là khẩu của ai? Đó. Giỏi chữ Hán quá ha. Như vậy thì mỗi lần mà mình giận lên, mình chuẩn bị ăn thịt người ta, mình chuẩn bị làm đả thương người ta, chửi mắng người ta, làm cho người ta khổ, cho người ta vừa lòng mình, thì trước tiên ai khổ rồi? Mình khổ. Đọc theo câu này, giận, đọc theo đây, giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt chính mình. Ngu hay khôn? Quý vị tự nói. Chúng tôi không dám chửi quý vị ngu, mất công nói ông thầy này ông tới đây ông chửi tôi ngu. Đọc lại lần thứ hai, giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt chính mình. Có phải lỗi lầm của mình không? Lỗi lầm của người ta. Người ta gây lỗi lầm, người ta làm những điều không phải, tự nhiên cái mình giận. Mình có cái bệnh vậy đó, chuyện của người ta cái mình giận. Mình giận rồi mình nói, tạo nghiệp. Thấy rõ ràng, xét đi xét lại thì mình không có một chút từ bi gì hết. Thường thì mình không có từ bi thì mình cứ hay mình nói để mình cho người khác là cho cái gì vậy? Cho cái gì? Đó, thấy chưa? Không có an vui thì cho người ta cái khổ. Mình khổ đau thì cho người ta khổ đau. Mình không từ bi thì cho người ta sân hận. Nói chuyện hồi người ta giận hờn sân si lên không? Rồi hai bên có đầu sân si. Trong kinh Đức Phật Ngài nói cái người mà không làm chủ được mình á,
để mà tham nó xâm nhập vô người mình á, sân mà xâm nhập vô người mình á, thì cái người đó là người đang chết theo cái nhìn của Đức Phật. Chỉ có người nào mà chánh niệm tỉnh giác, biết mình để làm chủ lấy mình, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm trạng, để không có giận, không có sân, thì cái người đó mới người đang sống. Rồi chánh niệm là đang sống, mà thất niệm là đang chết. Mà theo định nghĩa của Đức Phật như vậy thì mình thấy mình sống nhiều hay mình chết nhiều trong một ngày? Chết nhiều. Chết nhiều. Như vậy thì cái pháp tu của chúng ta là sao? Khi người nào mà họ gây sân si với mình á, họ gặp mình họ sân si á, thì quý vị nhớ dùm chúng tôi nhắm mắt lại, niệm ngay cho sư một câu: sát chết, sát chết, sát chết. Trước mặt mình là một xác chết. Mình niệm như vậy đến chi vậy? Để mình khỏi hơn thua với xác chết. Phải không nè? Quý vị có dám hơn thua xác chết không? Không. Cái bà giờ đó bà gây lộn với mình cả đời, nhưng mà hôm qua nghe bà chết rồi, cái mình đến thắp nhang cho bà liền. Nghĩa tử là nghĩa tặng, nó thôi nghe tôi với bà xong rồi đó. Đường ngày nay đi nghe bà cõi ông tôi cõi dương, đừng có quậy tôi nữa, tôi sợ lắm. Đó. Ngày nào cũng gây lộn với bà hết trơn á, hàng xóm mà sát bên. Rồi hôm qua nghe là bà chết rồi. Rồi muốn qua gây nữa không? Trời còn đâu gây, còn muốn gây nữa. Cho nên đó là mình không ai hơn thua xác chết đó. Như vậy thì mỗi lần mà người ta sân si với mình, người ta gây cho mình đau khổ đó, thì quý vị muốn cho cái tâm mình mà không có gọi là bị thay đổi đó, đừng để lời nói hành động của người khác làm thay đổi cái tâm hồn của mình. Cái tâm hồn của mình nó đẹp lắm. Cái tâm hồn của khó là bạn con cồ của ngoài này cũng nó khó lắm. Chúng tôi nhìn xuống thấy gương mặt ai cũng đẹp trong cái tâm hồn đẹp đó, tại cái tâm hồn nó tạo ra cái sắc tâm. Quý vị cười, quý vị soi gương thấy cái mặt nó đẹp, cho nên chụp hình ai cũng cười được. Tâm tạo ra sắc tâm đúng không? Cái tâm á tạo ra cái sắc pháp của mình. Ai mà giận á, sân á, xấu xí, đây là một cách mà chúng tôi hướng dẫn cho quý vị để kiếp sau quý vị sanh ra khỏi phải đi thẩm mỹ. Đọc theo: người ít lòng sân hận, thường đặng phước đoan trang, dung sắc đẹp dịu dàng, được nhiều người yêu mến, đừng có ráng, đừng có sân si, thì kiếp sau sanh ra tự động nó đẹp, khỏi phải đi thẩm mỹ gì cho nó đau đớn mà tốn tiền mà nó nguy hiểm nữa, thấy không? Tại vì mình không có sân thì tự động là đẹp. Cái người mà giàu lòng từ bi á, kiếp sau sanh ra đẹp. Quý vị thấy gương mặt của Phật Bà Quan Âm đẹp không? Có sân không? Không. Nhìn vô mặt mình coi. Sao quá trời ơi, hay quá, ông kêu nó sao quá. Tại vì mình sân si. Mình sân si. Thưa với quý vị, đời người thì đầy rẫy ưu phiền. Quý vị thấy không? Có người ta nói cuộc sống này thì niềm vui thì ít ỏi, mà mệt mỏi thì quá nhiều. Cuộc đời nó cơ bản là buồn rồi, phải không nè? Học nhiều thì buồn ngủ, làm nhiều thì buồn chán, suy nghĩ nhiều thì buồn bực, mà ức chế nhiều thì buồn đời. Thậm chí mình vui vẻ người ta cũng gọi là buồn cười nữa, thì hỏi cái gì, cái còn là cái gì là vui, phải không nè? Vỗ tay coi. Xét đi xét lại là nó không thoát ra khỏi chữ buồn, đúng không? Ví dụ hồi nhỏ mình học nhiều thì buồn ngủ, làm nhiều thì buồn chán, suy nghĩ nhiều thì buồn đời, ức chế nhiều thì buồn bực. Thậm chí mình vui người ta gọi là buồn cười, thấy không? Người ta đâu kêu là ít, người ta nói là vui cười, đâu kêu là buồn cười quá. Đời người đầy dẫy ưu phiền cũng do ích kỷ nối liền lòng tham. Đó, nguyên nhân đó nghe. Bây giờ tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Tại sao mà nó ưu phiền, nó sân si? Thứ nhất là ích kỷ. Ích kỷ lắm. Rồi nối liền lòng tham. Đôi khi nói nhưng không làm.
tạo nên tội lỗi nghiệp phàm đeo mang. Muốn buông nào có dễ dàng, bởi tâm chưa tịnh bạc vàng chưa quên. Còn xem lợi ích là trên, tham sân si hận đè lên tâm mình. Ghê quá. Hướng tâm về ánh bình minh, đạo vàng soi sáng lung linh muôn màu. Giả từ tham hận khổ đau, trí minh giác ngộ cùng nhau tu hành. Sân si vạn sự bất thành, chuyên tâm tu học nên danh đẹp đời. Buông xả tâm sẽ thảnh thơi, từ bi hỷ xả sống đời an nhiên. Sân hận là gió cuồng phong nghe quý vị, cuốn đi tất cả tấm lòng từ bi. Ai cũng có từ bi, nhưng mà do bị cái gió sân hận đó, nó cuồng phong, nó cuốn đi mất hết. Tâm từ vốn quý khôn bì, là liều thuốc quý cứu nguy cho đời. Cái tâm từ bi á, cái lòng từ bi á, là liều thuốc, thuốc quý à, để nó cứu cho cái cuộc đời này. Quý vị nghĩ cái cuộc đời này á, mà ai cũng từ bi hết trơn thì có khổ không? Đó, mà nhìn xuống đây thì ai cũng sân si hết, có khổ không? Khổ à, quá khổ à. Bây giờ chúng tôi chỉ quý vị một cách để tu. Hồi nãy cái người sân si trước mặt mình thì mình niệm sao? Xác chết, xác chết. Mình nhớ là mình gặp xác chết, tức là mình thấy là mình không có hung hơn thua rồi nha. Nhưng mà nếu như mình không niệm được xác chết, không đủ khả năng, thì niệm nó không mất được, thấy vẫn thấy bà đứng một đống đó, vẫn thấy cái người mà mình ghét đó, hiện diện trước mặt mình mà không thấy được cái xác chết. Mình kiềm chế không nổi, cái mình quay qua mình trả lời, hai bên cãi lộn nhau. Lúc đó siêu chánh định đi ngang nghe được, chánh định nói trong nhà này có hai xác chết đang cãi nhau. Trời ơi, xác chết. Rồi xác chết còn cãi nhau nữa là biết rồi. Cách tu thứ hai, tức là trong kinh Đức Phật ngày dạy thì cái lửa ở dưới địa ngục á, quý vị có nghe dưới địa ngục nó có cái lửa đốt người ta, đốt chúng sinh, nó nóng gấp 1/16,000 lần cái lửa thường trên thế gian này. Cái lửa mà mình nấu ăn, đốt củi rồi đốt than là nó nóng vậy đó, ai mà bị phỏng á. Mà cái lửa địa ngục nó nóng gấp 1/16,000 lần. Quý vị thử nghĩ coi, nó gấp 2 là thấy ghê rồi, thấy không? Gấp 3 là ghê rồi, gấp 4 là ghê rồi, gấp 100 là cũng ớn rồi, gấp 1000 là cái này 16,000. Tức là lúc đó ngày một Kiền Liên, ngày có xuống dưới địa ngục, ngày đem có một tí lửa dưới địa ngục bằng ngón tay út này, đầu ngón tay út này, lên trần gian để Đức Phật ngày thuyết pháp, ngày minh chứng. Thuyết xong rồi không biết bỏ nó đâu, đem ra bỏ ngoài đại dương á, đại dương cạn hết, mà đem lên cõi trời á, trên đỉnh người ta mát mẻ lắm nghe, ta ít sân lắm mà nó nóng hết luôn, ai cũng chịu nổi. Cuối cùng cái ngày phải đem trả về địa ngục, ghê chưa? Cái lửa đó, nó nóng gấp 1/16,000 lần cái lửa thường. Nhưng mà cái lửa tham sân si á nghe, nó lại nóng gấp 1/16,000 lần cái lửa địa ngục. Ghê không? Mà quý vị cứ thử nghĩ đi, một cái người mà bị phỏng á, phỏng lửa đó, phỏng dầu, phỏng lửa đó, vô bệnh viện á, mình ghé vô cái pha phỏng á, mình thấy người ta tội lắm, mà cái vết lửa phỏng khó trị lắm. Tại sao khó trị biết không? Tại thịt nó chín hết trơn rồi, cái tế bào nó chết hết rồi. Muốn trị lành cái chỗ đó đâu có dễ. Thà mình bị dao cắt hay là bị thương gì thì nó mau lành, bởi vì cái tế bào nó còn sống, phải không nè, cái thịt nó còn sống. Bây giờ cái chỗ thịt nó phỏng nó chết hết trơn rồi, muốn lành lâu lắm. Mà nó có lành á thì nó cũng để lại di chứng thì ghê lắm, thẹo mà thẹo phỏng á, nhìn vô sợ lắm. Da nó chằng chịt, nó không mịn láng, nhìn thấy sợ lắm. Mấy người bị phỏng có gì thấy chưa? Phỏng tay, phỏng chân, phỏng người, nhìn thấy sợ lắm. Một cái người bị phỏng như vậy mình đã thấy thương họ rồi, mà họ bị cái lửa gì đốt vậy? Cái lửa thường đốt thôi.
Còn cái lửa tham sân si á, nó nóng gấp 1/16.000 lần cái lửa địa ngục. Mà cái lửa địa ngục nó nóng gấp 1/16.000 lần cái lửa thường. Như vậy mình học toán mà mình suy ra, cái lửa tham sân si thì nó sẽ nóng gấp 1/32.000 lần cái lửa thường. Mà một người bị phỏng cái lửa thường, mình nhìn vô mình đã thấy thương rồi. Mà bây giờ một cái người bị cái lửa nóng gấp 1/32.000 lần cái lửa thường họ đốt nữa thì quý vị thấy thương không? Thương họ không? Thương. Cho nên ai mà sân si thì mình nhớ nghe, đang bị lửa nóng gấp 1/32.000 lần đốt, họ đang phỏng, họ dãy dữ lắm, họ cào cấu, họ la ó, họ sân si, họ chửi mắng dữ lắm. Hiểu ý này không? Chúng tôi nói đến chi vậy? Để quý vị thương người ta. Mình vô mình thấy người ta bị phỏng mình thương không? Mình thấy cái người này bị phỏng mình thương không? Đó, như vậy đó. Như vậy từ đây về sau gặp người ta mà sân si với mình, mình thương hay ghét? Thương không? Như vậy thì xét cho cùng ở đời này, mình mà tâm mình có tu rồi đó, thì mình không có thấy ai là dễ ghét hay đáng ghét hết, mà mình chỉ thấy người ta là dễ thương và đáng thương thôi. Hiểu không? Cái người mà làm cho mình vui thì cái người đó gọi là gì? Dễ thương. Như sự chánh định vậy đó, dễ thương. Còn cái người mà gây cho mình phiền não hoài là cái người đó là sao? Đáng thương. Trời ơi, sao dỗ vậy? Học hành nghe vậy nghe. Vậy từ đây thì sao? Thì cái người mà làm cho mình buồn, mình bực, làm cho mình giận, mình sân á, thì cái người đó gọi là người gì? Đáng thương. Như vậy mở mắt ra thì mình cứ thấy dễ thương và đáng thương thôi, chứ không có cái vụ mà dễ ghét và đáng ghét. Bỏ ngay cái chữ ghét đó đi. Từ đây thì sao là trong cái đầu mình đâu, không có cái chữ ghét. Chỉ có hai người thôi. Một là gì? Dễ. Hai là gì? Đáng thương. Sư Kính Định là sao? Dễ thương. Đó quý vị nói rồi nghe. À, còn kẻ thù mình là sao? Đáng thương. Bạn mình thì dễ thương, mà người thù mình thì dễ thương. Thứ hai nữa, nếu như mình mà biết tu á, mình mà khôn khéo một chút á, thì cái người gây cho mình phiền não á, là họ giúp mình tu đó quý vị. Giúp mình tu á, chứ không phải giỡn đâu á. Nếu mà biết á, như nghe chuông nghe mỏ nè, cái người biết nghe chuông nghe mỏ đó, thanh tịnh lắm. Cái người mà tâm có tu vô nghe chữ chuông bo, cái họ nghĩ là chữ buông nó nhẹ liền. Nghe cái tiếng mỏ, cái họ nghĩ là chữ bỏ khỏe liền. Còn người mà không tu nghe vô nghe tiếng chuông á, bon, cái họ nghe bon, rồi nghe cái tiếng chặt chen á, chen, rồi bon chen bon chen bon chen, không thì sao mà tu được. Như vậy thì cũng là tiếng chuông, nhưng mà cái người có tu nó nghe hay lắm, là buông phải không, bò nhẹ không. Còn nghe cái bon chen giành giật rồi sao mà khỏe được, mệt không? Mệt. Nó vậy đó. Cho nên đó là quý vị nhớ nghe, gặp người mạ lị chớ phiền, hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành. À, tại vì mình quan niệm rằng đó là không đau khổ lấy gì làm chất liệu, không buồn vui sao hiểu chuyện con người, đúng không? Cho nên bây giờ mình thấy đau khổ mình không có sợ nữa, mà mình phải mừng. Gặp người mạ lị là cái người ta mắng nhiếc mình đó. Gặp người mạ lị chớ phiền, hết phiền rồi, nhưng mà sao hãy mừng nữa, vì gặp khổ duyên để hành. Ta chửi mình mà mình mừng, bao nhiêu nghiệp chướng chung quanh là bao nhiêu dịp để thành đạo cao. Quý vị tu muốn thành đạo không? Muốn thành đạo không nè? Như vậy thì mình gặp phiền não có buồn nữa không? Bởi vì mình biến gọi là đau thương thành bùn để dưỡng sen. Trời ơi, ghê không? Tức là mình biến cái phiền não đó nó thành cái gì? Thành bùn. Thành bùn thì nó sẽ sao? Nó dưỡng sen. Hay à. Tức là gặp người mạ lị chớ phiền, hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành. Bao nhiêu nghiệp chướng chung quanh là bao nhiêu dịp để thành đạo cao. Phải không? Biến đau thương thành tình thương. À, nó mới ghê rồi đó, hay cho đó đó. Bây giờ ở đây ai đồng ý với chúng tôi là gặp người ta chửi mà không phiền mà lại mừng không? Đồng ý không? Đồng ý cái triết lý này không? Ai đồng ý giơ tay coi. Chà, quá nhiều vậy hả?
quý vị làm ơn nhớ giùm tôi mấy cái mặt này nha. Quý vị buồn quý vị kiếm mấy người này chửi, quý vị chửi càng nhiều họ càng vui, họ càng mừng, phải không? Mình chửi người ta buồn thì mình không chửi, nhưng mà chửi người ta vui thì cứ chửi. Bây giờ ai mà có bực bội gì không? Đâu ai đâu bực bội gì hết, kiếm đây là ở gương mặt đẹp đẹp không à, chửi đi, càng đẹp mình chửi càng sướng. À, tu là vậy đó, tu là nó ngược dòng. À, tức là mình gặp phiền não mình không có đau khổ. À, mình tu rồi. À, người tu dù gặp chuyện xui, nghe cho kỹ nghe, cũng không nản chí thối lui bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy bởi vì không tu. À. Tại sao mấy thầy mấy sư bị người ta chửi mà mấy thầy mấy sư vẫn cười? Thiệt sự sẽ ra đường cũng bị người ta chửi hoài. Hồi xưa chúng tôi không có nhịn đâu, hồi nhỏ chưa tu á. Bây giờ tu rồi, chưa tu thì còn sân si luôn. Bây giờ tu rồi dưỡng tánh từ bi. Hồi xưa chúng tôi đi ngoài đường á, băng qua đường, mấy ông đã ôm giơ tay lên thầy đi ông thầy, mình lắc đầu là bắn bực rồi. Mấy ông mời khách không được bắn bực. Cái mình băng qua đường, cái ông đi qua ông nói: "Thầy đâu mà đi hang mắt lào láo à?" Trời ơi, mình tu mà nó không để mình yên nữa. Quay qua làm liền. Ông biết đường xá xe cộ nhiều không? Ông mở mắt ra nhắm mắt cho nó đụng tôi chết hết. À, cái thằng cái bệnh nó đó, cho mày đụng thầy đi, đụng nhầm thầy chùa rồi mày biết. Ông dữ lắm đó. À. Rồi cái năm 80 á, được cô Phật tử của vô chùa của Dưng đôi dép da. Cô cúng đôi dép da, thời đó dép da là quý lắm. Mà dép mũ không à. Mình có đôi dép ăn nói để dành, đi ra đường mới dám mang. Ở nhà là mang dép mũ. Đôi dép là dép ăn nói mà. Mang ra đường cái ông xe ôm thấy mình đi ngang. Mình không đi xe, ông là ông ghét rồi. Ông nói: "Thời nay thầy chùa thời nay đầu đổi trời chân đạp dép da." Trời ơi, đặt văn chương với mình đó. Sẽ quay qua sẽ làm luôn. Không mang dép da cho đạp, ông chích chết hay không? Ông chích không, lúc đó cái chợ Bàn Cờ ông chích không à. Năm gọi là 90 á, ông chích dữ lắm. Băng vô đó một cái mà không mang dép da đạp cho chết hả? À, cái ông cây bên đó mày gặp ông nữa, mày chọc ông hoài. Tại đó mình ở cái chùa gần cái chợ Bàn Cờ, cho nên là làng sàng đi qua gặp mấy ông đó hoài à. Mà quan gia nó ngõ hẹp lắm, mới gặp hôm trước hôm sau gặp nữa đó. Thôi bây giờ hết rồi, bây giờ nói vậy nói mình tu. Hồi xưa mình mới tu á, mình cũng còn trả treo lắm, hay trả lời lắm. Bây giờ thôi mày nói gì mày nói. Giống như cái ông này nè, ông cưới vợ, ông về thời gian cái ông ngồi ông ngẫm nghĩ, ông làm cái bài thơ. Mà chúng tôi nghĩ cái bài thơ này hay. Ông mặn mò ông viết sao biết không? Ông nói: "Vợ tôi nó giữ như chặt, hèn chi lúc trước chẳng thành nào thương." Trời, có hay, cũng hay. "Mới quen cũng thấy bình thường, bây giờ lỡ cưới hết đường rút lui. Chắc tại hồi đó tôi đuôi, hay là tại số tôi xui không chừng. Nghĩ tới bực phát muốn khùng, tối ngày nhằn riết lùng bùng cái lỗ tai. Riết rồi cái mặt tôi chai, giả đò như điếc không hay biết gì. Thích nhằn thì cứ nhằn đi, ông không để ý làm chi cho phiền." Đó, cái câu sau nó mới tu đó. Bây giờ ra đường ai nói gì nói mình không có để ý. Đừng để lời nói, hành động của người khác mà làm thay đổi cái tâm trạng của mình. Tu mà không làm chủ được mình á, khác nào như đám lục bình trôi sông. Mình tu phải làm chủ được mình thì mới gọi là tu. Bây giờ để người ta nói một câu cái là mình tự nhiên mình đang vui vẻ cái tự nhiên sân si. Vô duyên rồi, có một câu nói của người ta, mất mấy mình. Cái miệng của người ta, tao muốn nói tao nói. Còn bây giờ cái tâm của mình phải giữ. Chứ tối ngày mình đi giữ cái miệng người ta, biết tối ngày cái muốn người ta gặp mình, ta khen tốt không là không được. Mà mình chịu thì cũng đâu có tốt đâu. Mình lạ lắm nha. Mình đâu có làm việc tốt đâu. Mà mình lại muốn người ta nói tốt mình không. À, có nhiều người lạ lắm.
đi muốn người ta khen cho mình tốt mà người ta nói gì xấu cái là mình khó chịu. Cái là vô lý, nghịch lý nhân sinh. Có những cái nghịch lý nhân sinh như thế này, tức là mình đời trước á, mình tạo phước cũng có mà gieo nghiệp cũng có, phải không? Đời này tất nhiên mình hưởng phước cũng có nhưng mà phải trả nghiệp cũng vậy. Mà mình chỉ muốn hưởng phước không, mình không chịu trả nghiệp. Ví dụ đời trước á, thì mình cũng có vô chùa tập phước thì tụng kinh, nhưng mà ra khỏi chùa nhiều khi cũng chửi người này người nọ. Thì tất nhiên đời sau sanh ra thì cái phước tụng kinh người ta khen mình, người ta nói tốt cho mình, nhưng mà lâu lâu cũng có người này họ xỏ xiên mình chứ, phải không? Nghiệp nó trả. Như vậy thì cái chuyện là chuyện bình thường, nhớ nghe. Tức là ta sanh ra đời là để trả nghiệp, không có cái gì phải buồn phiền mà bực tức hết. Hãy nghiệp đến thì chấp nhận, nghiệp thiện đến thì mình vui vẻ, thì nghiệp ác đến mình cũng vui vẻ luôn, thì cuộc đời này mình sẽ được an nhiên. Bây giờ để thay đổi không khí, hát bài nữa hay. Cái bài này là muốn cho quý vị phải gắn tù sau khi mình ngộ rồi. Khi mê thì thầy độ nghe, khi ngộ thì tự tu hay. Chứ bây giờ quý vị không có vụ tu dùm. Nếu mà tu dùm được á thì Đức Phật tu dùm chúng ta rồi. Tại vì Đức Phật ngày thương chúng sanh lắm, ngày thấy ai khổ ngày không có chịu. Nhưng mà khổ một cái là không có chuyện tu dùm. Phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang, nhân quả thì không thể thay đổi. Quý vị nhớ dùm nghe, Đức Phật ngài có 4 điều mà không thể làm được. Chúng tôi muốn nói cho quý vị biết để quý vị khỏi phải mong cầu Đức Phật nhiều. Phải mong cầu nhiều mà không được cái thất vọng. Có nhiều người đi chùa lại cầu xin cho cố vô rồi không được cái về thất vọng. Nhớ nghe. Nhớ dùm sư là cái hy vọng là nó đã có cái đồng nghĩa thất vọng rồi. Hạnh phúc là nó có cái chút gì đó, cái mầm mống đau khổ rồi. Có vui thì sẽ có buồn, có sướng có khổ, vô thường người ơi. Nên nhớ dùm cái điều này. 4 điều Đức Phật không làm được đó là gì? Nhân quả không thể thay. Phật có thay đổi nhân quả được không? Kiếp trước mình bủng xỉn, keo kiệt, không làm phước, không bố thí, không giúp đỡ gì hết. Kiếp này mình muốn giàu được không? Không thể nào giàu được. Phải có chồng thì mới có ăn, đúng không? Bây giờ không chồng đòi ăn, chỉ có đứa tiền trộm thôi. Chứ ăn cái gì? Ăn trộm của người ta mới có ăn chứ. Không trồng mà đổi ăn, chỉ có nước qua cái ruộng cái bên đó là ăn trộm, ăn cắp về ăn thôi chứ đâu có. Nhân quả không thể thay. Diệu pháp không thể tả. Hiểu cái chỗ này không? Cái diệu pháp là cái thực chứng đó, chỉ có người tu đến đó mới cảm nhận được. Thí dụ như cái tâm trạng của cái người mà họ giúp cho người khác mà họ vui á, thì chỉ có cái người giúp là họ mới thấy vui. Chứ mình không giúp, mình ngồi mình nghe ta kể là không có được. Thấy không? Tức là mình ban ra cho người ta cái gì mình thấy vui lắm. Mình bố thí ra cái gì mình thấy vui á, thì cái người bố thí á, thì họ mới thấy được cái đó. Còn nếu như mình mà ngồi nghe ta kể lại thì chỉ cũng giống như là mình chỉ nghe lại tường thuật lại thôi, chứ là không có cảm nhận được qua cái tâm trạng của mình. Quý vị cứ tự bố thí đi thì quý vị sẽ cảm nhận được. Còn nếu mình không làm thì không bao giờ mình cảm nhận được. Là gọi là không thể tả. Pháp tu cũng vậy, mình tu đến đâu thì mình cảm nhận đến đó. Những pháp Đức Phật dạy, mình tu đến đâu thì mình cảm nhận đến đó, mình thấy an lạc đến đó. Thì chỉ có người tu á thì mới cảm nhận được. Giống như bây giờ cái ông kia ông ăn mà hỏi mình no không, sao biết? Thấy không? Ai ăn thì nấy thấy no. Ai ăn mới biết ngon, chứ mình ăn, ta ăn nó ngon lắm sao biết? Chỉ có mình ăn mình biết. Thấy không? Mình có tu thì mình mới thấy được cái diệu pháp, tả được. Trí tuệ không thể cho. Cái gì cho được chứ trí tuệ không cho được nghe. Cái trí mà trí giải thoát á là phải tu mới được, chứ không tu là không được. Cái trí này nếu mà cho được, Đức Phật cho mình rồi, Đức Phật này cảm thấy cuộc đời này nó phù du giả tạm, nó vô thường. Còn mình á thì mình dính mắc muốn chết vậy đó. Ở trong chùa sư ấy có một cái bức tranh vẽ hình Đức Phật
Ngài đang đi. Sau lưng Đức Phật là một con đường quanh co. Trên con đường đó người ta vẽ vàng, bạc, châu báu, ngọc ngà đầy luôn. Cuối con đường có một chiếc giường, và trên chiếc giường đó nàng Vayudhara tuyệt sắc đang nằm. Đức Phật thì Ngài quay lưng Ngài đi. Sư nhìn bức tranh này, không biết nó có bài học gì trong đây, ẩn ý gì. Cuối cùng sư hiểu là Đức Phật Ngài quay lưng với cuộc đời, với mọi sự cám dỗ. Sư nói cái này mà là sư nghe sư quay lại sẽ lấy bao bố mà sư hốt. Trời ơi, vàng bạc nó đầy nó con đường rồi đó, châu báu không, mình hốt cho đã chứ phải không, lấy bao mà hốt. Còn Đức Phật thì sao? Quay lưng. Còn mình đệ tử Phật thì sao? Hốt. Hốt không? Mình đệ tử Phật ngộ lắm, mình lạ lắm. Phật cũng bị người ta chửi vậy á. Phật làm sao? Đố quý vị Phật có bị người ta chửi không? Có. Đức Phật bị người ta chửi thì Ngài sao? Ngày sau đó Như Lai lãnh chịu thương gì chúng sinh đó, Ngài thương cái người chửi Ngài. Còn đệ tử của Ngài bị người ta chửi thì sao? Quay qua chửi lại. Cho nên cuối cùng là mình là ai nha, Phật tử là ai? Mình là một đứa con lai, nửa lai Đức Phật mà nửa lai ta bà. Mình là một trái me già, già lắm rồi, nửa kia còn lại thì là chôm chôm. Đã già rồi mà lòng nó cũng giống như chôm chôm, sân sừ sân si. Cuộc đời con thích ôm đờm, 28 ngày mặn, 2 hôm muối mè. Bữa thì mặc áo hoa què, đến ngày vía bụt thì ấp e lam hiền. Trời ơi thương, hôm nay vía hoàng âm mặc đồ dễ thương ghê không. Nửa mê cái cảnh chùa chiền, nửa mê đi shop, mê tiền rồi lại mê yêu nữa. Con là thập cẩm đủ điều, nửa thương Đức Phật mà nửa thương nhiều người ta nữa thì sao tu. Quá. Con là ai? Nhớ nghe, con là ai đó? Con là một đứa con lại. Rồi nghe bài hát niệm Phật để mà tu nghe. Vỗ tay cho lớn lên nha. Rồi nghe xong rồi sư xin nói lời tạm biệt quý vị, rồi ra xe đi liền, xe đậu sẵn ở ngoài rồi. Lòng từ bi người an vui như sông biển. À xin lỗi, bài này hát rồi. Trời ơi cũng vỗ tay rầm rầm vậy. Bài này bài lòng từ bi rồi nó hát rồi. Trời ơi, đâu mà biết, ta giới thiệu bài niệm Phật. Bài này nó cũng lòng đầu tiên mà nó lòng khác. Lòng thành sinh dân triều mến, làm lành sẽ sống bình yên. Mỗi ngày phát huy tâm lành, cho cuộc đời bừng lên mầm sống. Lời Thầy dạy khuyên thường nhớ, niệm Phật phải gắn niệm chân. Lúc ngồi đứng đi khi nằm, càng tinh tấn mà xa mê lầm. Quay về bờ giác mà nương, đừng chờ mãi lỡ vô thường. Niệm Phật công đức cao vời, an vui suốt đời người ơi. Làm lành mà xa điều ác, đạo vàng soi sáng mười phương. Nhớ thường những tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn. Nhớ thường những tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và trong khi nãy giờ có gì mình nói quá đáng, xin quý vị, xin Ngài trụ trì cũng niệm tình hỷ xã cho. Xin quý vị đạo tràng Phật tử cũng quan hỷ cho. Trước khi dứt lời cho phép khánh định một lần nữa nói lời tri ân đến thượng tọa trụ trì cùng toàn thể đạo tràng Phật tử cũng như chư Phật tử trong ban tổ chức đã cho chánh định một không gian thời gian thật là tuyệt vời.
để gặp gỡ chia sẻ Phật pháp với quý vị. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, thành công như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.